Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình like gửi đến các bạn những thông điệp về quê hương đất nước và con người, chính trị xã hội. Thì nói chung thì cuộc sống mưu sinh ở đâu mình cũng phải làm, có làm mới có ăn, chẳng ai mà tự nhiên người ta cho mình. Dù người ta có cho mình chăng nữa, người ta giúp đỡ mình trong cái sự tạm thời để mình có thể đứng trên cái đôi chân của mình. Người ta cho mình cái cần câu để mình đi ra đó mình câu cá về mình ăn, chứ không phải ngồi đó trông chờ là ai đó phải cho mình cuộc sống. Cuộc sống mưu sinh, các bạn biết, mình phải phấn đấu không ngừng. Và sự phấn đấu đó nó cũng phải tùy thuộc vào cái khả năng kiến thức và trình độ chuyên môn và những cái mà vốn liếng mình có nữa, anh chị các bạn. Lên trên mạng thì tôi theo dõi cũng như lướt Facebook một số các bạn cũng như những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó lợi dụng vào những cái bất cập của xã hội Việt Nam, nó chống phá Việt Nam, nó dựa vào những cái người dân mà lao động phổ thông. Các bạn biết, tại vì họ lam lũ, họ làm việc đấy, rồi nó kích động những cái người này, làm cho họ bức xúc. Như khi tôi lướt Facebook, một số những thành phần bất hảo nó vào trong những cái tin tức của Việt Nam, nó bới móc, giống như thằng khùng Trương Quốc Di, Quốc Quy, cái thằng Son Lê TV đồ. Các bạn thấy cái lũ này toàn lũ ô hợp không, cái Đáp Việt Tân đồ, mấy cái đài mà chống cộng ở hải ngoại gì, chúng nó toàn là cái lũ mà gọi là bới móc báo chí truyền thông nan đề của xã hội Việt Nam ra, rồi nó đánh đồng dư luận, nó gây sự hoang mang trong những cái giới tầng lớp lao động phổ thông, những người mà người ta sống mưu sinh hàng ngày, họ không có thời gian cập nhật những cái thông tin đa chiều. Đó cũng là lý do mà tại sao tôi chia sẻ đến với quê hương cũng như anh chị em các bạn ở trong nước, mình phải hết sức thận trọng. Cái tụi chống cộng xuyên tạc chống phá đất nước, những cái tổ chức của tụi nó như Việt Tân, của nhóm Đào Minh Quân, rồi cái đám cờ vàng cờ chó ở hải ngoại, tụi nó toàn là cái quân gọi là phá hoại ăn hại, lũ khô gách áo ôm khôn nhà dạy chợ, mà nó chống phá Việt Nam không từ mọi thủ đoạn gì hết trơn á. Nó cho người ta ăn cái bánh vẽ, người ta tưởng đâu thật, nhưng mà các bạn biết ở sự thật, những cái quốc gia phát triển nó rất là phũ phàng. Như khi tôi xem những tin tức truyền thông đồ, rồi nhiều nó đăng, nó cắt ghép, nó đưa ra những cái bình luận, như là hôm báo cáo của bên tài chính Việt Nam thì Việt Nam bội thu hơn 2.000 tỷ đồng Việt Nam, các bạn biết, mà trong khi đó chi thì có 1.700.000 gì tôi quên rồi. Thì nó nói tại sao gì Việt Nam mà bội thu mà thu nhiều mạnh như vậy mà dân vẫn nghèo. Chèn đó coi cái sự chi đất nước, các bạn biết là đó là mình đáng mừng, nó vào nó phục vụ trong những cái công ích xã hội và hạ tầng cơ sở, rồi trường học, rồi bên ngành giáo dục, nhiều về quốc phòng, an ninh quốc phòng nữa. Còn cái sự giàu nghèo thì ở đâu nó cũng có, anh chị các bạn. Không có đất nước nào mà nó gọi là nó giàu, cái đất nước của nó giàu là dân của nó là ai cũng phải là đầy đủ sống sung sướng. Tôi nói các bạn biết, không có chuyện đó. Ngay cả thằng Mỹ là nó là cái thằng mà gọi là cường quốc, đế quốc, cường quốc hùng mạnh của nó, với nền kinh tế của nó đứng hàng đầu của thế giới hiện nay, các bạn thấy dân của nó sống trăm bề vất vả, vô gia cư ngày càng một tăng, những người nghèo khoảng 40 triệu người dân Mỹ sống trong nghèo đói. Nói cái chữ nghèo đói thì nghe nó hơi quá đáng, các bạn biết không? Mình nói vậy nhiều người họ mê Mỹ, họ phái Mỹ nói tôi xuyên tạc. Nhưng mà trong cái câu tiếng Anh nó gọi là hungry, có nghĩa là nghèo đói, đói khổ, poverty. Trong cái vấn đề mà nghèo đói, nó dịch ra, mình dịch tiếng Việt thì nó gọi là nghèo đói, khổ. Ở bên Mỹ các bạn biết nó tràn lan. Cuộc sống ở những vùng ngoại ô nước Mỹ, có nhiều người về vấn đề mà internet họ cũng không có nữa. Tôi nói như bạn, các bạn ở bên Mỹ, tôi sống ở vùng ngoại ô, tôi biết ngay cả những vùng ngoại ô
internet rất là đắt đỏ, chứ không phải Việt Nam cái ông cái đa, cái người mà đi chăn trâu hay là mày ruộng ngoài đồng cũng có thể xài 3G 4G hay là wifi nó rất là mạnh. Việt theo phủ sóng ra tới ngoài biển đảo xa xôi, các bạn thấy không? Còn bên Mỹ, cái vùng ngoại ô, tôi biết, tôi nói các bạn biết hồi đó tôi ở bên, lúc mà tôi còn tôi lúc mà tôi ở bên Mỹ, các bạn biết tôi vừa ra vùng ngoại ô, chàng ơi, mở được cái internet nó mừng còn hơn là cái gì luôn, nó mắc khủng khiếp luôn. Phải mở bằng hệ thống satellite là mình xài bằng hệ thống của vệ tinh đó các bạn, mà nó mắc khủng khiếp luôn. Rồi một thời gian mấy năm trời rồi nó mới câu cho mình được, nó mới kéo đường dây điện 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 thoại mà nó có phủ được cái internet cả chục năm trời mới có được, mà mình phải trả giá rất là mắc khi mà xài hệ thống mà wifi vệ tinh á, một tháng 200 đô la, đâu phải là ít đâu các bạn. Ở những vùng ngoại ô Mỹ, những người dân mà họ sống về nông nghiệp đồ, các bạn biết họ cũng còn thiếu thốn về vấn đề mà internet. Tại hàng Mỹ các bạn biết nó tư nhân á, cái gì mấy hàng tụi tư nhân nó đâu có, không có lợi thì nó không có làm, khi nào nó có lợi nó có làm, thì sự cạnh tranh của nó mà. Còn Việt Nam các bạn thấy chính phủ phải họ luôn luôn tìm đủ mọi cách để có tạo điều kiện cơ hội cho người dân họ có được cập nhật những cái thông tin. Chính vì vậy mà cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lợi dụng những cái sơ hở của Việt Nam, những cái chính sách ưu đãi của Việt Nam để nó xuyên tạc chống phá. Bởi vì lên mạng nhiều cái thành phần, tôi vào trong những khi lướt Facebook theo dõi những cái truyền thông rồi đó, mấy cái tụi mà chống cộng, mấy thành phần mà nó bất mãn chế độ, nó bình luận rất là xảo ngôn, rất là mất cái kiểu ô hợp. Tôi phải nói cái chữ ô hợp thì đúng. Nghèo thì giàu thì trong một xã hội, một đất nước phát triển, tôi nói chị bạn, cái vấn đề mà chênh lệch vào giàu nghèo nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng dã man luôn, chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu. Bởi vì nhiều ông, nhiều tay đại gia trong nước gì qua tới ra tới hải ngoại rồi nhìn chỉ đi cởi ngựa xem qua thấy khoái, bán hết tài sản rồi đem qua bển, cuối cùng phải đi dụ móng, các bạn thấy không, phải đi làm thuê làm mướn mới có tiền để đặng mà mua, để đặng mà chi phí những cái vật giá cao ở đời sống Mỹ. Ngay cả nước Nhật các bạn thấy nó cũng là một cái quốc gia gọi là kinh tế đứng hàng thứ hai sau Mỹ, chứ không phải là giỡn. Mà các bạn thấy đời sống người dân Nhật, họ cũng phải mưu sinh, họ cũng phải mưu sinh. Nhiều khi mình chỉ nhìn cái sự giàu có của một cái đất nước đó, đời sống nó cao, mình chỉ nhìn đánh giá về vật chất, thì các bạn thấy phía sau cái vật chất đó, những cái người dân Nhật, những cái người dân Mỹ, những tức tôi nói cho các bạn, bất cứ cái quốc gia phát triển nào, người dân lam lũ khi cái chiếc kim đồng hồ quay là họ phải quay cuồng theo cái chiếc kim đồng hồ, cuộc sống mưu sinh của họ. Còn ở Việt Nam thì tôi nói những người dân lao động phổ thông thì họ cũng phải cố gắng để đặng mà làm, nhưng mà cuộc sống của họ không có bị cái sức ép nó giống như ở những quốc gia phát triển. Khi mà tôi chia sẻ một cái bài mà người dân Nhật họ phải mưu sinh bằng cái sức lao động của họ, họ kéo những chiếc xe để đặng mà chở du khách, có nhiều người thì họ không thích, tại vì họ đánh giá rằng nước Nhật là một cái nước rất là hoành tráng, giàu có, người dân Nhật thế này thế nọ là họ sống cao, rồi đó là cho đó là một cái văn hóa truyền thống, trong văn hóa họ dùng cái cách mà gọi là bảo vệ môi trường, gọi là môi trường xanh, để mà dùng sức người để mưu sinh như vậy. Các bạn thấy những cái người trả giá là ai? Đó là những cái thế hệ trẻ, họ tìm đủ mọi cách để họ mưu sinh bằng cái văn hóa mà cái địa phương đó nó cố gắng nó gìn giữ,
nó gìn giữ, nó tạo ra cái tầng lớp lao động và nó thu về cái lợi nhuận cho chính phủ nó, chính quyền địa phương nữa đó. Tại vì cái tiền đóng thuế thu nhập và cái vấn đề kinh tế trong đó, nhưng mà mình nhìn vào mình thấy ồ, thằng Nhật nó cái văn hóa của nó hay dùng sức người là đi kéo xe để phục vụ, để bảo tồn cái văn hóa. Các bạn thấy cái đối với tôi cái đó chỉ là sự mị dân mà thôi. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam mà bảo tồn một cái văn hóa như vậy, tại Việt Nam mình cũng có một cái thời thời kỳ ở Pháp thuộc, người dân mình cũng kéo xe, dùng sức người kéo xe để phục vụ cho những tầng lớp mà thượng lưu. Các bạn thấy không, nếu mà bảo tồn cái văn hóa đó ngày hôm nay thì sao, thì sẽ bị lên án. Sự khác biệt đó mình sẽ bị lên án đó. Cái sự khốn nạn của những cái thành phần xuyên tạc chống phá là như vậy, nó tìm đủ mọi cách mà ở để đặng nó xuyên tạc Việt Nam. Nhưng mà đối ra ở Nhật hay là ở một cái quốc gia phát triển nào đó, những cái sự việc như vậy xảy ra đó thì người ta cho đó là đúng, người ta cho đó là văn hóa, người ta cho đó là bảo vệ cái môi trường xanh, dùng sức người để kéo xe phục vụ cho những tầng lớp du lịch thượng lưu, những tầng lớp mà họ sống cao hơn, còn những người mà họ phải mưu sinh để đặng mà kiếm sống như vậy, thì các bạn thấy họ cho đó là cái văn hóa. Tôi thấy điều đó nó chỉ là mị dân mà thôi. Tôi không chê nước Nhật mà tôi cũng không chê nước Mỹ, nhưng mà tôi đưa ra những cái hình ảnh để chúng ta thấy rằng ở bất cứ quốc gia nào nó đều có một cái sự gọi là bất cập và sự chênh lệch về giàu nghèo và những cái cách mưu sinh, không chỉ riêng vì ở Việt Nam. Đừng nhìn những em bán vé số hay những người mà lao động phổ thông họ vất vả, rồi đánh giá cái xã hội Việt Nam, cái cơ chế nó tạo ra, cơ chế không có tạo ra những cái cuộc sống như vậy. Cơ chế là một cái nơi người ta, nơi hành pháp, nơi mà pháp luật được 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 soạn thảo và làm thành những cái luật, những cái hiến pháp để cho người dân sống đúng theo cái guideline, cái pháp luật căn bản và được tu chỉnh hàng hàng năm hay hàng tháng, làm sao cho nó phù hợp với cái mô hình xã hội Việt Nam, chứ không phải giống như những cái tụi mà xuyên tạc chống phá. Nhiều khi tôi thấy quý vị là những người mơ về chủ nghĩa tư bản nhiều quá, và nhiều khi những cái cách chia sẻ của tôi thì rất là dễ bị mất lòng. Là gì, tôi không cuồng chủ nghĩa tư bản, tại vì cái chủ nghĩa tư bản nó là chủ nghĩa bóc lột mị dân, nó là chủ nghĩa xảo trá và bịp bợm, nó dùng sức mạnh của đồng tiền nó làm cho con người ta bị mờ mắt, sống ảo. Bởi vì tôi sống với nó mấy chục năm, tôi biết hiện nay người Việt của mình cũng vậy, khi mà họ sống ở Việt Nam rồi họ qua đó họ kiếm được một đồng tiền hay vật chất, các bạn thấy bắt đầu họ 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 lại quay về Việt Nam, họ có những cái suy nghĩ không có đúng. Bởi vì các bạn biết những cái live stream của tôi chỉ mang tính cách gọi là chia sẻ học hỏi thôi, tôi không có kênh hay là cũng không có cái nhu cầu để lên đây để kiếm lợi nhuận riêng cho mình. Cho nên những cái live stream của tôi mong rằng các bạn chỉ chia sẻ trong tinh thần gọi là học hỏi lẫn nhau, thì mong các bạn cũng đừng có lấy cái bản quyền rồi các bạn lại đấu 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 nhau, tạo ra một cái sự gọi là kênh của các bạn bị người này bị suy sụp, rồi người kia bị sụp kênh, người nọ bị không có thất thu gì đó, thì tôi thấy đấy làm đáng tiếc, không nên làm như vậy. Chúng ta vì lợi ích dân tộc quốc gia, mỗi người góp chung một tiếng nói, nếu mình kiếm được lợi nhuận cho kênh thì đó là điều đáng mừng, đáng khuyến khích. Nhưng đừng vì một cái kênh của mình mà các bạn phải
phải lấy cái bản quyền like của tôi rồi báo cáo rồi để sụp kênh với nhau thì nó không hay, cái sự cạnh tranh như vậy nó không lành mạnh. Nếu mà cái like của các bạn mà các bạn kênh của các bạn mà các bạn lấy bản quyền thì đó là cái quyền của các bạn, đó là điều tốt tại vì các bạn độc quyền. Còn như những cái like của tôi không có độc quyền tại vì tôi chỉ chia sẻ vậy thôi, tôi thấy cái gì tôi chia sẻ cái đó, rồi chỉ đem cái tiếng nói của mình góp một phần với quê hương, với tổ quốc, những gì mình thấy. Thì thôi thì mình cũng xin dừng lại ở đây tại vì mình cũng phải làm công chuyện đây các bạn, trở về với quê hương mình cũng phải làm việc chứ không phải ngồi đó chờ sung bụng rớt xuống ăn đó. Đất nước còn nhiều cơ hội để mình phát triển cái khả năng của mình, chỉ có vậy thôi. Cuộc sống mưu sinh mà các bạn, ở đất Mỹ hay ở một cái xứ tư bản cũng phải làm vất vả lắm các bạn ơi, chứ không phải như các bạn mơ tưởng đâu. Nó chỉ chênh lệch nhau về vấn đề đồng tiền và giá trị của mỗi quốc gia. Như Mỹ thì nó có đời sống nó cao, ở Việt Nam thì đời sống nó thấp. Thì các bạn về Việt Nam thì các bạn hưởng được những cái đời sống thấp thì nó chênh lệch nhau, thì mình thấy cái đồng tiền nó có giá trị. Nhưng mà làm ở đâu thì cái chi phí ở đó thì cũng ra hết. Mà biết cần kiệm, mà biết sống nó phải thì mình cứ vui vẻ thôi. Không có gì phải quá hoang mang sợ hãi. Phải không anh chị các bạn? Mình chỉ về quê hương, chỉ mong rằng đất nước mình ngày càng đổi mới và phát triển, và người dân của mình ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn, và pháp luật ngày càng chuẩn mực hơn, để cho người dân họ bớt đi những cái bức xúc, những cái quan liêu ở địa phương. Đối với tôi thì tại vì tôi sống ở Mỹ, những vấn đề mà luật pháp thì nó rất là khủng khiếp. Nhưng về Việt Nam thì nó cũng có những cái mà bất cập, nhưng mà nó không đến nỗi quá tệ. Bởi vì cơ chế Việt Nam, những người lãnh đạo như các bạn thấy Bác Trọng cũng được, người ta làm việc rất là tận tâm với tổ quốc. Đó là điều mình rất là đáng mừng. Hey bun bun, hey bun bun, bun bun, bun 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 bun. Đó. Đó. Người ta cho hai con chó mình nuôi, thấy thương ghê. Nó thấy mình xuống cái nó mừng. À, nó mình xuống mừng hả. À, thôi xin chào các bạn, xin các bạn nha. Bye 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 bye.